Những năm gần đây, chất lượng thanh niên nhập ngũ của Đà Nẵng được đánh giá cao, với hơn 20% thanh niên nhập ngũ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Đáng mừng hơn là có rất nhiều thanh niên dù đang học tập tại các nhà trường, ngoại khám trúng tuyển đã sẵn sàng gác bút nghiêng để lên đường thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc. Ghi nhận tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Em Trần Văn Diệp, nhà ở tổ 36, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, đang theo học Đại học FPT, ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa. Hiện là sinh viên năm 2, Trần Văn Diệp thuộc diện tạm hoãn quà nhập ngũ. Song ngay sau khi có kết quả trúng tuyển sức khỏe, em đã thuyết phục gia đình cho bảo lưu việc học để lên đường tòng quân. Em thấy trách nhiệm của thanh niên hiện nay là phải bảo vệ Tổ quốc. Em tạm gác việc học lại để tham gia nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc. Sau này nếu mà đi bộ đội về thì em sẽ tiếp tục việc học sau. Còn em tới tuổi rồi, cho nên là thôi cho cháu tự nguyện lên đường nhập ngũ. Theo như ông bà mình nói thì đi buôn hoặc bính, đi lính hoặc không. Cho nên là mình phải cho con đi để nó rèn luyện cho nó nên người. Là anh cả trong gia đình 4 anh em trai, mẹ buôn bán nhỏ, cha làm công nhân, lại đang theo học trường trung cấp Ý Việt Đà Nẵng, ngành nghề pha chế. Em Phạm Đình Văn cũng sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong đợt này. Dẫu biết tiếp tục học rồi ra trường sớm sẽ có việc làm đỡ đần cho cha mẹ, nhưng từ sự động viên của gia đình, nhất là người mẹ luôn tin tưởng rằng trường học lớn quân đội sẽ giúp con mình trưởng thành, là tấm gương cho các em, nên Phạm Đình Văn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chuẩn bị tư tưởng sẵn rồi, cho nên cũng vô bộ đội cũng không có chi hết. 3 tháng trong trường thì rất là gian nan, vì đi giúp ích cho xã hội và đất nước mình thì nói chung cũng khó tới bước đầu thôi. Còn sau thì cũng dễ dàng hơn. Thời gian vừa qua thì bên cạnh công tác tuyên truyền thì địa phương cũng quan tâm đến cái công tác hậu phương quân đội để mà làm tốt cái chính sách cũng như là các cái chế độ cũng như là kịp thời động viên các cái thanh niên đã trúng tuyển để an tâm làm cái công tác cũng như là lên đường làm cái nhiệm vụ. Ngày hội tòng quân đã đến gần. Hầu hết thanh niên trúng tuyển đang háo hức chuẩn bị sẵn sàng gác bút nghiêng lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là khát vọng về tình yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ Đà Nẵng trong mùa xuân này.